Đừng tiếc like và comment khi xem video. 1. Cho đời là bể khổ, dù giàu có, địa vị, tòa ý. 2. Không có gì là thật, tất cả là giả. 3. Không có gì bền lâu, tất cả đều vô thường. 4. Nên nhường nhịn, không cần tranh đấu. 5. Không nên trả thù, không thù hận, không ghét người ác. Theo đạo Phật, cầu ơn đền quán trả chỉ đúng có một vế thứ nhất. Người theo đạo Phật không trả quán, vì không trả quán nên cầu quân tử trả thù 10 năm không muộn trở nên vô nghĩa. 6. Người đời ai mà không thích của hương quả của trên trời rơi xuống, tìm được kho báu trúng số, tức là của không phải làm nhọc sức, ngay cả chấp nhận mang tiếng đào mỏ chuột xa hủ nếp. Ai mà không thích giàu sang hưởng thụ, nhưng đạo Phật cho rằng đó là ngũ dục nên lánh xa. Bản chất của ngũ dục là khổ, nên cho hơn là nhận, thọ thì khổ. 7. Tôi là do duyên hợp nên không có gì là của tôi. 8. Không nên làm giàu, không nên tích lũy tài sản, của dư nên bố thí, nên buông xuống. 9. Không tranh đoạt danh lợi vì nó là hư ảo. 10. Không nên giành giật của cải vì không nên giành giật những thứ không có thật. 11. Mình vì mọi người, không phải để mọi người vì mình. 12. Chết không có gì đáng sợ, như thay một chiếc áo. Tâm thức ta vốn bất sanh bất diệt, nhưng không gọi nó là linh hồn như thường gọi. 13. Con người có một quá trình hoàn thiện mình, gọi là tu. Tu để sống an lạc trong hiện tại, lợi người lợi mình. Tu vì sự thoát ly sinh tử của mình và chúng sanh trong đời sau. 14. Sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoài không là quy luật. Trong sum họp đã có mầm mống chia ly. Khi sinh ra có nghĩa là một ngày nào đó sẽ chết, qua nở rồi phải tàn. Vì thấy ta như bị cầm tù trong cái dòng lẫn quẩn sinh tử, nên ta phải tìm cách thoát ra. Người đầu tiên nhận thức điều đó là Đức Phật Thích Ca, nên Ngài bỏ hoàng cung đi tìm một con đường, và coi con đường đó quan trọng hơn là sống một đời nhung lụa. Còn ta thì đặt mục tiêu là một đời sống nhung lụa mà không quan tâm đến một lối thoát có sẵn. 15. Có ai đó mắng chửi ta, nếu ta không nổi nóng thì ta được lợi, nghiệp đã dời đi một ít. 16. Thương yêu tất cả chúng sanh, quán thân bình đẳng. 17. Đời không có gì bất công, tất cả đều do nhân quả. Không có gì may rủi, tất cả đều do nhân quả. Không có gì tạo thành, không có gì mất đi, đều do duyên hợp. 18. Tất cả người nam từng là cha ta, tất cả người nữ từng là mẹ ta, loài súc sanh cũng từng là cha mẹ ta, không có ai là kẻ thù của ta. Quả chăng ta là kẻ thù của ta, nhưng ta không được giết ta. 19. Loài người là bá chủ của thế giới này. Ai nói câu đó vậy? Có lẽ là loài người tự nói. Không đúng, mọi sinh vật đều bình đẳng, vì đều có Phật tánh. Đã có nhiều người, nhiều nhà khoa học nhận thức điều đó, nên lập hội bảo vệ súc vật, nên ăn chay. Họ ăn chay không phải vì theo đạo Phật mà vì lòng từ bi. Ta không có quyền sinh sát, không có quyền quyết định sinh mạng mọi con vật. Nếu ta từng nghĩ như thế thì hãy nghĩ lại. Người theo đạo Phật là người thân thiện với môi trường nhất, là coi trọng cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. 20. Người học Phật biết còn có một thứ quý hơn tiền bạc châu báu, nên đâu có tranh giành làm gì. Đó là phước báo, là một thứ mà ta không cần cất giữ, là một siêu ngoại tệ xài ở cõi nào cũng được. 21. Tuy ta muốn ra khỏi sinh tử luân hồi, nhưng khi nào ta giác ngộ, có đủ đạo lực để cưỡi trên sóng sinh tử, ta sẽ quay lại. Ta không thể phát bồ đề tâm một nửa, phải cứu độ chúng sanh mới hoàn thành. Từ bi trí tuệ nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ niết bàn
rồi trở lại sanh tử độ thoát các chúng sanh. Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân. 22. Dù có cách làm ra tiền rất nhiều và rất dễ, nhưng ta phải từ chối nếu tạo nghiệp. 23. Các hành vi sau đây đều quy về tội ăn cắp, lấy của không cho, tham nhũng, đi trễ về sớm, lượm của rơi. 24. Oan ức không cần biện bạch. 25. Nếu chủ nợ quá thân làm người thân, thì ta rất tự nguyện trả nợ, còn hơn thế nữa. 26. Không nên xét nhân quả chỉ trong một đời này, rồi cho là không có nhân quả. Ta biết gì về chuyện nhân quả mà gọi là thay trời hành đạo. 27. Người chỉ lo chuyện người khác, ăn cơm nhà, làm chuyện thiên hạ, gọi là lo bao đồng. Nhưng người tu theo đạo Phật là người như vậy đó, đó là hành Bồ Tát. 28. Người theo đạo Phật bị chụp mũ là yếu đuối, yếm thế. Nhưng Phật dạy, chiến thắng vạn quân địch không bằng tự thắng mình. 29. Người ngoài đời thích chỗ đông vui, người tu tìm nơi yên vắng. 30. Con người sở dĩ giàu có là nhờ phước báo, còn biết cách làm giàu chưa chắc đã giàu. Giàu từ trong trứng giàu ra, vì do phước báo đời trước. Ngồi mát, ăn bát vàng, người có phước báo ta không nên ganh tị. Người có tiền gửi ngân hàng là do một đời làm lụng, bây giờ họ nghỉ ngơi vẫn có của để ăn. Sao ta gọi là ngồi mát ăn bát vàng? Trong thâm tâm ta cũng thích được như vậy. Tương tự, người đời trước đã làm nhiều việc thiện nên đời này được giàu sang. Ta ganh tị vì không hiểu nhân quả. 31. Người đời thích trang sức làm đẹp, người tu bát quan trai không nằm nệm, không sức nước qua. Người xuất gia chỉ dùng màu hoài sắc, cạo tóc, nên còn chả chuốt gì nữa. Càng cố hủy hoại nét đẹp bên ngoài, lại hiện ra nét đẹp thoát tục bên trong. Ai nói nhà sư không có phong thái đường bề siêu việt, tướng hảo quang minh, nên mới có câu chuyện Mai Đăng Già. 32. Người tu đã dùng khổ hành để thoát khổ. Giường không nệm, trải chiếu rộng tám tấc, không ăn chiều, trưa thì không quá ngọ. Các vị đi khất thực, đầu không nón, chân không dép, thức ăn được cúng dường trộn chung lại, ngồi thiền trước khi ngủ, 3 giờ sáng thức dậy ngồi thiền công phu, không điện thoại di động. Ngoài giờ tu và học còn phải lau tác quét dọn. Muốn mua sắm gì đều phải cân nhắc, vì là tiền của đàn na tính thí. 6. Phụ lục. Tu một ngày an lạc, thọ bát quan trai. Bát quan trai giới là 8 giới, gồm 5 giới của ngũ giới, thêm 3 giới nữa là không trang sức, không nằm giường cao, không ăn phi thời. Bát quan trai thọ 24 tiếng, từ 7 giờ sáng hôm nay đến 7 giờ sáng hôm sau. Có thể áp dụng từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, rồi về nhà, đêm ấy vẫn giữ giới. 7 giờ sáng hôm sau từ xả. Tu Phật thất tổ chức 7 ngày đêm. Nhiều địa phương do không có đủ chỗ nghỉ nên chỉ tu ban ngày, ban đêm về nhà. Chương trình tu chủ yếu là niệm Phật, dựa theo kinh A-di-đà, có thể đạt nhất tâm bất loạn trong vòng 7 ngày. Tu Phật thất, dù tu nội trú, ban đêm cũng được nghỉ, trong khi kinh Vô Lượng Thọ nói là tu ngày đêm liên tục không có ngủ nghỉ. Ngày đêm nhớ nghĩ Đức Phật A-di-đà, phần 25, kinh Vô Lượng Thọ. Làm sao để đạt nhất tâm bất loạn như các tiền bối ở Lô Sơn? Họ có niệm Phật ngân nga không? Ngày tu đêm ngủ không? Chuyên đồng niệm Phật mà không xen nhiều pháp thoại vào lịch tu. Thiền Tông Việt Nam có những chủ trương: Hòa Thượng Thanh Từ biết dòng không theo, Hòa Thượng Nhất Hạnh chánh niệm trong giây phút hiện tại, Hòa Thượng Duy Lực thiền công chứng. Hiện tại một số Phật tử Việt Nam quy hướng thiền do các vị thiền sư Myanmar sang truyền trao. Pháp Hoa Tông Việt Nam, Hòa Thượng Trí Quảng, Mật Tông Việt Nam, Chùa Tây Tạng Bình Dương, Bồ Tát Giới Tài Gia. Để bước một bước cao hơn, việc thọ ngũ giới là thọ Bồ Tát Giới Tài Gia. Ở đây chưa đề cập đến việc xuất gia, bởi đó là một sự đột phá, cần phải có sự chấp thuận của người thân. Nên tìm hiểu trước về giới Bồ Tát
qua quyển sách Giới Bồ Tát của người tài gia. Tác giả là Hòa Thượng Thích Minh Thông. Hòa Thượng cho phép tham khảo trước nếu muốn thọ Bồ Tát giới. Những điều kiện để thọ Bồ Tát giới: đã giữ được năm giới, ăn chay trường, không có vợ chồng hoặc là vợ chồng già đã chấm dứt sinh hoạt tình dục, không phạm tội thất nghịch, làm thân Phật chảy máu, hại bậc thánh nhân, giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết A Xà Lê, phá Yết Ma Tăng, chuyển Pháp Luân Tăng. Thọ Bồ Tát giới là tập làm Bồ Tát. Bồ Tát là quả vị cao hơn tứ thánh quả, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Tuy chưa phải là Bồ Tát ngay, nhưng là Bồ Tát tiềm năng. Các vị Bồ Tát đang hành Bồ Tát Đạo, còn Bồ Tát giới, hay còn gọi là Tân Học Bồ Tát, thì đang học hành Bồ Tát, thực tập 6 nội dung: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Việc tập sự Bồ Tát của ta được ai công nhận? Phật công nhận, và được gọi là Phật giới. Giới Bồ Tát tài gia gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh. Lợi ích của việc thọ Bồ Tát giới: 10 phương Phật thường hộ trì, cùng Bồ Tát làm bạn, Bồ Tát giả gặp nạn chắc chắn Bồ Tát thiệt sẽ cứu. Lúc lâm chung được vui vẻ chánh niệm. Ta muốn làm công đức gì đều được thành tựu, dù là chuyện lớn lao khó làm. Đời này và đời sau đủ giới và phước huệ. Giới Bồ Tát sẽ theo ta nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày thành Phật. Nếu mình thấy có đủ điều kiện thì nên thọ càng sớm càng tốt, vì nếu trễ có thể xuất hiện những chướng duyên khiến mình không muốn thọ nữa. Còn nếu sớm thọ thì những chướng duyên đó sẽ biến mất, vì đã có chư thiện thần gia hộ. Năng lực nhằm ngoại cảm không phải là thần thông trong đạo Phật. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19, có nói người tụng kinh Pháp Hoa sẽ có những năng lực đặc biệt của 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà không phải là thần thông. Như nhục nhãn thanh tịnh có 800 công đức, có thể thấy đến cõi trời, thấy địa ngục. Dầu chưa đặng thiên nhãn, sức nhục nhãn như thế, có thể dùng tỷ căn 800 công đức biết chuyện sanh con trai hay con gái, biết các phục tạng trong đất. Có thể dùng thiệt căn 1200 công đức để nói pháp với vô ngại biện tài, thức ăn dở cũng thành ngon. Có thể dùng thân căn 800 công đức biết rõ bất cứ ai sẽ sanh vào đường lành hay dữ. Do đó, những điều xem ra là phi thường của nhà ngoại cảm vẫn chưa phải là thần thông, mà có thể do tiền kiếp từng tụng kinh Pháp Hoa. Chuyện về tôn giả Angulimala. Ngày nọ, lúc đi bát ở Savatthi, tỳ kheo Angulimala thấy một phụ nữ sắp lâm bồn nhưng sanh khó, quằn quại rên rỉ bên đường. Thầy động lòng bi mẫn về thưa chuyện với Phật. Phật bảo thầy hãy quay lại nói một câu sau đây để giúp đỡ người phụ nữ ấy: này đạo hữu, từ ngày được sanh vào thánh tộc, nghĩa là từ ngày tôi xuất gia, tôi chưa hề cố ý tiêu diệt đời sống của một sinh vật nào. Do lời chân thật này, ước mong cô được vuông tròn và con của cô bình an vô sự. Quả là mầu nhiệm, người phụ nữ nghe xong liền sanh dễ dàng. Câu chuyện ấy trong bài kinh Barista. Quá khứ của tôn giả Angulimala là một tên cướp, lấy của mỗi người một ngón tay, khiến ai cũng ghê sợ. Khi ngài xuất gia với Phật, tuy đã buông xuống các việc ác, nhưng khi đi khất thực vẫn bị ném đá, quăng gậy, khiến ngài bị lỗ đầu chảy máu, bình bát bị bể, ngoại y bị rách. Với bộ dạng thiểu não, ngài quay về tinh xá và Như Lai đã an ủi ngài: hãy khảm nhẫn, Đề Bà La Môn, ông đang gặt hái ngay trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Chuyện về pho tượng Bồ Tát Địa Tạng không đầu. Có một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng không đầu nổi tiếng ở Bochu, Hiroshima, Nhật. Pho tượng cao chừng 1 mét, bằng đá, đầu bị dở mất nhưng lại vô cùng linh thiêng, cầu gì được nấy, nhất là trị bệnh. Nhiều người đã tâm bồ nhất bái đến viếng. Hòa thượng Thích Như Điển Đức đã ghi lại vô số những trường hợp
được tòa nguyện trong quyển Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tứ Đại Danh Sơn ở Trung Quốc, Ngũ Đại Sơn ở Sơn Tây, trú xứ của Bồ Tát Giang Thù, Nga Mi Sơn ở Tứ Xuyên, trú xứ của Bồ Tát Phổ Hiền, Cửu Hoa Sơn ở An Huy, trú xứ của Bồ Tát Địa Tạng, Phổ Đà Sơn ở Chiết Giang, trú xứ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Phổ Đà Sơn, núi Bổ Đà, là một hòn đảo nằm trong quần đảo Chu Sơn ở Nam Hải. Muốn đến đây là phải đi tàu cao tốc, rồi lên Bồ Tát Đảnh, Huệ Tế Tự bằng cáp treo. Ở Phổ Đà Sơn có một pho tượng Quan Âm Bất Khẳng Khứ, một vị sư Trung Quốc gốc Nhật pháp danh Huệ Ngạc, thỉnh được một pho tượng Quan Âm bằng gỗ đàn hương, định đem về Nhật thờ. Nhưng khi đi thuyền đến đảo Phổ Đà Nam Hải thì thuyền không tiến lên được, chỉ quay vòng vòng. Ông bèn giái, nếu Bồ Tát muốn ngự nơi đây thì con xin dâng theo tôn ý của Ngài. Rồi ông dựng am tranh tại Phổ Đà thờ phụng Ngài, đêm ngày lễ bái. Từ đó nổi tiếng là pho tượng Quan Âm Bất Khẳng Khứ, không chịu đi. Xem 4 video trên YouTube. Cuộc hành hương Tứ Đại Danh Sơn của Phái Đoàn Hòa Thượng Thích Phước Huệ, Úc. Giường Kinh Đá ở chùa Phước Hậu, Vĩnh Long. Nơi đây là tổ đình của hai vị tổ miền Nam, Ngài Khánh Anh và Ngài Thiền Hoa, nằm bên bờ sông Hậu, thuộc nhánh Bát Sắc đổ ra biển. Chùa có mặt tiếp giáp sông dài hàng trăm mét, nên việc đi dạo ngắm sông thật tuyệt. Chùa có một vườn sao cao thẳng tắp, luôn lồng gió sông. Gió xào xạc qua những bụi tre, khiến tiếng chuông gió lúc rộn rã, lúc thấp thoáng mơ hồ. Ngồi ở đâu trong khu vườn ấy cũng mát mẻ. Tượng Bồ Tát Quan Âm bằng đá trắng hướng về mặt sông, để mọi khách đi đò đều có thể chiêm ngưỡng Bồ Tát từ xa đến gần, rồi từ gần đến xa dần. Thầy Phương Trường nói, pho tượng ấy không tạo bằng nghệ thuật mà tạo bằng công đức, khiến cho pho tượng có quay lực. Ai được nhìn thấy Bồ Tát, lòng đều nhẹ nhõm thảnh thơi. Thầy cũng muốn khách viếng chùa trước hết sẽ học được bài học làm người: hiền lành, hiếu thảo, làm lành, lãnh dữ, ăn chay, niệm Phật. Chân lý đơn giản ấy được khắc trên đá để thành những bài học muôn đời. Chùa Phước Hậu là có một giường kinh đá nhằm mục đích giúp cho chư Tăng Ni và Phật tử gần xa có dịp thấm nhuần lời dạy của Đức Phật. Vì những trang kinh mở sẵn trước mắt, đó là giường kinh Pháp Cú và giường kinh Di Đà. Giữa giường kinh là một hồ nước hình thể đặc biệt, đó là bản đồ Việt Nam, ghi rõ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và trên bản đồ này, từ Nam chí Bắc đều đánh dấu sự xuất hiện những bậc cao tăng. Khách lễ Phật trong chánh điện xong sẽ đi một vòng thưởng thức khu vườn này, ngồi trên các bộ bàn đá để gió sông mơn man, nghiệm lại những bài học làm người, nâng dần lên thành giáo lý của Đức Phật, nghiền ngẫm những điều khắc ghi trên đá. Trong một ngày có thể lãnh hội được giáo lý giải thoát của Phật Đà, bừng tỉnh Phật tánh, thoát khỏi cơn mê sanh tử. Khắc kinh lên đá là phước vô lậu, hơn việc thổi hồn vào đá. Tuy công việc đa đoan, thầy vẫn sẵn lòng tiếp khách, để khách vừa có cái nhìn bao quát, vừa tinh tế, đạt được lợi lạc cao nhất khi đến đây. Nếu chưa lãnh hội được đầy đủ giá trị của giường kinh thì thật là đáng tiếc, như mình đã đặt chân đến kho báu mà trở về tay không. Khi khách tỏ ra hoan hỷ sau cuộc thưởng ngoạn, muốn nhắm mắt tĩnh tâm nghe tiếng gió, thầy mỉm cười nửa đùa nửa thật: ở đây chưa thành Phật cũng thành tiên. 8. Bố thí. Bố thí cúng dường, cho, tặng, biếu đều đồng nghĩa. Cúng dường Phật, Bồ Tát, Chư Tăng Ni, bố thí cho người nghèo. Bố thí là tu phước. Bố thí theo Kinh Nguyên Thủy có 14 cấp độ phước báo. Cao nhất là cúng dường cho Phật, thấp nhất bố thí cho loài vật. Phước báo của bố thí thường đem lại sự giàu sang. Những người giàu chắc chắn đã từng bố thí. Bố thí gồm có 3 loại: tài thí. Tài thí gồm nội tài và ngoại tài. Nội tài là bố thí công sức của mình, như làm công quả, kiếm thuốc nam,
Ngoại tài là bố thí tiền bạc, vật phẩm. Pháp thí, thuyết pháp, in kinh, ấn tống băng đĩa, tuyên truyền Phật Pháp. Vô úy thí, tức an ủi, đem lại sự an tâm cho người khác. Nếu một bác sĩ khám miễn phí cho bệnh nhân nghèo, lại ôn tồn giải thích, an ủi dỗ về, thì đó là gồm cả tài thí và vô úy thí. In kinh, ấn tống băng đĩa là gồm cả tài thí và pháp thí, vừa tu phước vừa tu huệ. Đến thuyết pháp và ủy lạo ở trại giam là bao gồm cả ba, tài thí, pháp thí và vô úy thí. Ta phải bố thí bằng tịnh tài, tịnh vật, nghĩa là do công sức mình làm ra, không phải tiền bẩn, do rửa tiền, do tham nhũng hối lộ mà có, do trộm cắp. Đó là trường hợp những người làm giàu bất chánh muốn hối lộ thần thánh. Bố thí ba la mật là ai xin gì cũng cho, tức bố thí bất nghịch ý. Ngày xưa tại ngôi chùa nọ, Hòa Thượng Phương Trượng bảo mọi người ngày hôm sau phải nghênh đón một đại thi chủ. Tưởng ai, đó là một bà lão ăn xin đã dốc hết túi tiền mua dầu cúng Phật. Phước báo làm bà tái sinh làm một hoàng hậu. Hoàng hậu đem mấy xe phẩm vật đến cúng chùa nhưng không được nghênh đón như trước. Phẩm vật ấy không bằng mấy xu dốc túi hồi đó. Để có nhiều phước báo nên cúng dường Phật, Bồ Tát, Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, chấp vị tu đức độ, cúng dường chư tăng cuối khóa hạ, người bệnh, người tu bát quan trai, tu Phật thất, người trì kinh Pháp Hoa. Nếu muốn trụ Phật đạo, thành tựu trí tự nhiên, thường phải xin cúng dường người thọ trì Pháp Hoa. Có ai muốn mau đặng, nhất thiết chủng trí huệ, nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì. Nên đem hoa khương trời và y phục báo trời, đóng báo tốt trên trời, cúng dường người nói pháp, đời ác sao ta diệt. Người hay trì kinh này phải chắp tay lễ kính như cúng dường Thế Tôn. Bố thí phải không hối tiếc trong cả ba thời, trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí, để có phước báo trọn vẹn. Nhiều người đi làm từ thiện không chịu nổi sự giành giật, mắng chửi, sự hỗn loạn, vân vân. Khi về đã tự nhủ không tham gia nữa. Đó là điều nên suy nghĩ. Chúng ta hãy tùy duyên bố thí khi chúng sanh cần, bố thí cái họ cần chứ không phải cái ta có. Bố thí đồ cũ sẽ được quả báo đồ cũ. Có người thích làm từ thiện mà không thích cúng chùa, họ chỉ được phước hữu lậu. Nếu đem hoa cúng Phật, người cúng sẽ được quả báo xinh đẹp. Cúng dường nước uống, cúng dường dù che, vân vân, đều được những quả báo tương ưng. Muốn con mình học giỏi, hay cúng dường bữa ăn, phương tiện cho tăng ni sinh, các trường Phật học. Muốn cầu cho người thân hết bệnh, hay cúng dường tiền chợ, hay bữa ăn cho các khóa tu. Trong chùa, quen gọi người Phật tử là thí chủ, vì khi họ đến chùa lễ Phật, thì hay cúng dường. Đại thí chủ là thực hiện đại cúng dường. Đại thí chủ thời Đức Phật là ông Cấp Cô Độc, cúng cả một tinh xá cho Phật và 1250 thánh tăng. Để mua đất, ông đem vàng lót khắp mặt đất, là một việc vô tiền khoáng hậu. Ông Cấp Cô Độc đã từng bố thí hết của cải của mình, ông trở nên trắng tay, không còn gì để bố thí nữa. Nhưng có những quỷ già xoa tá túc ở mái hiên nhà ông. Họ biết rõ có nhiều người mượn tiền ông không trả, nên đã thay ông đi đòi nợ. Quỷ già xoa mà đòi nợ thì còn ghê gớm hơn cả xã hội đen. Ngày xưa có các trưởng giả cư sĩ, ngày nay có các đại gia cư sĩ. Phái Thiền Trúc Lâm Việt Nam có trên dưới 20 Trúc Lâm tinh xá, nên ngày nay cũng có không ít hậu duệ của Ngài Cấp Cô Độc. 9. Hồi hướng.
Hồi hướng cũng là cho tặng, nhưng là cho tặng phước báu công đức. Mình có thể hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, cho các oan gia trái chủ, tức là những người đã khuất mà mình không biết tên họ, địa chỉ ở mười phương, cho lục thân quyến thuộc, bạn bè, vân vân. Hằng ngày ta cũng nhận được quà từ khắp nơi, những món quà từ người lạ, từ phương thức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh. Chính những phước báo này đã đẩy lùi tai họa của một nước, một xã hội. Bà Vanga đã đoán sai là do vậy. Một điều thú vị trong việc hồi hướng này là bạn hồi hướng công đức mà công đức mình không mất, như mình mồi nến qua bao nhiêu cây nến khác. Mình làm một công đức nhỏ mà đem hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh thì công đức mình vụt lớn lên rất nhiều. Nếu mình đủ phước báo để lên cõi trời mà không muốn lên, thì hãy hồi hướng phước báo ấy cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 10. Tùy hỷ. Tùy hỷ là vui theo. Tùy hỷ công đức là thế này. Nếu bạn thấy ai làm một công đức gì mà mình thật tâm hoan hỷ, trầm trồ tán thán, thì bạn cũng được công đức bằng vì người ấy. Mặt khác, mình cũng nên phát tâm làm điều tốt ấy nếu như mình có điều kiện. Nếu tự viện rủ mình hồn phước đúc chuông hay tạo tượng do tự viện khởi xướng, mình tỏ ra hết sức đồng tình và tán thán ý tưởng ấy, hoan hỷ đóng góp, thì mình được hai phước gồm tùy hỷ và cúng dường. Lại có trường hợp tùy hỷ điều ác thì mình cũng bị tội như người làm điều ác ấy. Thí dụ, mình đứng xem một vụ lưới cá, mình thấy vui mừng khi số cá mắc trong lưới quá nhiều. Còn chỉ những con bị bỏ sót, mình bị tội lãng nhách. Hoặc nghe ai đó lâm nạn, mình chép miệng, đáng đời, thế đi nói tội nghiệp. 11. Thần thông. Trong phim, người ta dùng xảo thuật để làm giả phép thuật. Vậy phép thuật hay thần thông có thật hay không? Có thật. Người tu chứng A-la-hán có lục thông. Trong truyện cổ tích, các bà tiên, các phù thủy đều có phép thuật. Đó là một mơ ước của con người. Các vị có đức độ thì có thần thông là phải. Còn kẻ gian ác có thần thông là một hiểm họa. Trong truyện Tự Đạo Hạnh, cha ông là Tự Vinh dùng tà thuật để tàng hình vào phủ Diên Thành Hầu, giả dạng quan phủ để gần gũi với nàng hầu xinh đẹp nhất. Nàng ấy rất ngạc nhiên sao chồng mình vừa thượng triều đã quay về, lại lả lời khác thường. Sự việc lặp đi lặp lại khiến nàng nghi ngờ và hỏi chồng. Quan Diên Thành Hầu là bạn của Đại Điên Hòa Thượng. Đại Điên đưa cho phu nhân một sợi chỉ đỏ, dặn khi hắn đến thì lén buộc ngang lưng, lại sai rải một lớp tro mỏng trước phòng, dặn hai tên quân hầu canh cửa. Khi nào thấy trên tro có dấu chân mà không thấy người thì dán lá bùa lên cửa và báo cho Đại Điên. Đại Điên đứng ngoài cửa phòng hét lên một tiếng, hắn thoát không được nên quá thành con gián chui xuống kẻ tủ. Đại Điên nắm sợi chỉ đỏ kéo ra đập chết, hiện nguyên hình, xác bị ném xuống dòng sông cót trước nhà. Cái xác ấy lại trôi ngược dòng sông đến trước cổng quan phủ, dựng đứng nhìn vào. Đại Điên đọc một câu quyết, xác ấy mới chìm nghiệm mất dạng. Từ Đạo Hạnh lớn lên đi học phép thuật để trả thù Đại Điên, vân vân. Cho nên thần thông là con dao hai lưỡi. Đức Phật có thần thông mà Ngài không xài. Ngài nói luyện thần thông để đi trên mặt nước mất 20 năm, sao bằng bỏ ra 3 xu để qua đò. Đức Phật đi du hóa toàn đi bộ. Ngài có sử dụng thần thông trong kinh Pháp Hoa. Các đệ tử Phật đều có thần thông mà không ai dùng, chỉ vài trường hợp lác đác. Một hôm, Đức Phật và tăng đoàn được vua thỉnh vào cung thọ trai. Một vị đến trễ bị lính canh chặn lại. Ông lại cầm bát của Đức Phật. Ông dùng thần thông làm cánh tay thật dài để đưa vào, khiến vua và triều đình sửng sốt. Sau khi ông cấp cô độc xây tinh xá kỳ viên cho Phật, tôn giả Xá Lợi Phất bảo ông nhìn lên trời xem.
Ông nói không thấy gì lạ cả. Tôn giả đã dùng thiên nhãn giúp ông thấy có nhiều cung điện đang xây trên 6 tầng trời dành cho ông vì phước báo của ông quá lớn. Ông nói, nhiều cung điện thế sao con ở cho hết? Bạch Tôn giả, con nên chọn tầng trời nào? Ngài Xá Lợi Phất khuyên, ông nên chọn trời Đao Lợi. Khi Hoàng hậu Phi Đề Khi bị Thái tử A Xà Thế giam trong lãnh cung, bà đã hướng về Đức Phật cầu nguyện. Phật cùng thánh chúng đã dùng thần thông hiện vào lãnh cung để an ủi bà, nói về nhân quả và thuyết giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ cho bà. Kinh này trở thành một trong ba kinh căn bản của pháp môn Tịnh Độ, Tam Kinh Nhất Luận. Ngài A Na Luật là một trong thập đại đệ tử của Phật. Do Ngài quyết tâm hành trì không ngủ nên mắt bị đau nhức rồi bị mù. Sau này, Ngài chứng quả A-la-hán, có thiên nhãn thông nhìn xa ngàn dặm, nhưng nhìn gần thì không thấy, giống như người viễn thị. Đức Phật đã có lần giúp Ngài xỏ kim. Tôn giả Pindola một hôm dùng thần thông bay lên không để lấy cái bát trầm mà một ông phú hộ đã treo lên cao và khứa thưởng cho người nào lấy được. Vụ này làm cho trong thành xôn xao bàn tán. Sau vụ ồn ào đó, Phật chế giới, tỳ kheo không được dùng thần thông. 12. Rủ người thân đi chùa. Đi chùa có lợi ích rất lớn, nên mình hãy tạo cơ hội cho người thân đi chùa, nhất là muốn chuyển hóa ai đó. Khi đi chùa, mỗi người có công đức của lạy ba lạy. Đi nhiều chùa sẽ lạy Phật được nhiều hơn. Đó là mình âm thầm tạo phước báo cho người thân. Phước báo đó sẽ che chắn tai họa cho họ. Ngoài việc lạy Phật, còn cúng chùa và ngắm các công trình xây dựng trong sân như Đài Quan Âm, tượng Di Lặc, hoa kiển, lối đi, những thảm cỏ, tảng đá khắc một bài kệ, tiếng chuông gió ngân nga thoát tục vân vân. Ta ngồi lại để thưởng thức sự tĩnh lặng khiến nổi bật tiếng chim hót, cảm nhận một làn gió mát và không khí trong lành. Đi bộ quanh hồ hoặc ngồi ngắm một chiếc lá rơi, mọi stress đều tan biến. Người thân ta cũng vừa có thêm phước cúng dường và tùy hỷ. Nếu có duyên gặp một thầy và nghe vài câu pháp thoại, được ăn một bữa cơm chay, thì mình đã nếm được đầy đủ các pháp lạc. Trên đường về sẽ được nghe những lời khen tấm tắc. Vậy là người thân sẽ thích đi chùa. Cơm chay trong chùa ngon lắm, ngon hơn ở quán chay, nhất là nếu được ăn ở ngoài sân, nơi bộ bàn đá bên bụi tre râm mát. Chùa nấu ngon vì kỹ thuật điêu luyện là đã để vào đó một tấm lòng. Tập cho các cháu nhỏ lạy Phật, niệm Phật, các cháu sẽ sáng láng học giỏi. Sau này, đi du lịch nơi nào nếu gặp chùa, mình hãy viếng, vì mỗi chùa mỗi vẻ. Người Phật tử coi đi hành hương là đi du lịch tâm linh. 13. Một số thuật ngữ Phật giáo. Khóa an cư kiết hạ. Hàng năm, Phật dạy chư Tăng phải cấm túc 3 tháng, sợ đập chết các côn trùng sinh sôi trong mùa mưa. Người nhập hạ giảm thiểu mọi Phật sự để chuyên tu. Cho nên sau 3 tháng túc liễm thân tâm, tu tập tam tụ tịnh giới, công đức tích lũy thật lớn lao. Đây là lúc Phật tử cúng dường tứ sự dân y dân dân để gieo trồng phước lành. Chư thiên là chúng sanh ở cõi trời có phước báo hơn hẳn chúng ta. Các thứ cần dùng quá hiện ra, không cần làm lụng, không có khái niệm giàu nghèo, tiền không là gì cả, không tương tranh. Khi chư thiên xuống cúng dường Phật thì hào quang sáng chói, họ cũng quan tâm cõi người như người giàu muốn làm từ thiện. Trai phạn, trai tăng. Trai phạn là cúng dường bữa ăn, trai tăng là cúng dường bữa ăn và mỗi vị một bao thơ, tức tịnh tài và tịnh vật. Trai tăng là cách mà Mục Kiền Liên đã làm trong khóa hạ để cứu mẹ trong kinh Du Lan. Ngày nay, chúng ta cúng trai tăng mọi lúc thuận tiện. Phương trượng, tức trụ trì, thủ tọa. Tri sự,
có thể thay thầy trụ trì để xử lý mọi việc. Thủ bổn, tức thủ quỹ. Tri khách, tiếp khách. Tri khố, tức thủ kho. Tri viên, có vườn ruộng quyền lợi của chùa. Quản chúng, tức có về kỷ luật trật tự nếu chúng đông. Hương đăng, quét dọn chánh điện. Hành đường, dọn ăn trong các dịp chùa có sự kiện. Ngày thường, hành đường luân phiên theo trị nhật. Trị nhật có nghĩa là trực. Ở cấp quận huyện có ban đại diện Phật giáo. Ở cấp tỉnh, thành phố có ban trị sự tỉnh hội, thành hội. Ở trung ương giáo hội có ban trị sự giáo hội trung ương. Cao nhất trong hàng giáo phẩm là Đức Pháp Chủ. Chư ni có hệ thống quản lý riêng là phân ban ni giới trung ương và phân ban ni giới địa phương. Trường học Phật giáo bao gồm viện nghiên cứu Phật học, trường cao cấp Phật học, trường cao đẳng Phật học, trường trung cấp Phật học. Chùa còn gọi là Tinh Xá, Già Lam, Lan Nhã, Phạm Vũ, Thiền Môn, Thiền Viện, Pháp Viện, Đạo Tràng, tức Bồ Đề Đạo Tràng, nói chung là tự viện. Niệm Phật đường, tịnh thất chưa phải là chùa. Bồ Tát và Bố Tát. Bồ Tát là dưới Phật, chưa thành Phật. Bồ Tát gồm các vị phát tâm cứu độ chúng sanh. Bồ Tát sắp thành Phật gọi là Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát hay Đẳng Giác Bồ Tát. Bố Tát là tụng giới mỗi tháng 2 lần để ôn nhắc những giới đã thọ. Lễ dân y có 2 loại. Lễ dân y ngoài khóa hạ và lễ dân y Katina 1 lần duy nhất trong khóa hạ. Lễ dân y có sự tích như sau. Ngày xưa có một cô gái nghèo đi ở cho một gia đình giàu có. Họ hứa nếu cô làm lụng 3 năm chăm chỉ siêng năng, họ sẽ tặng một tấm áo choàng màu đỏ. Sau 3 năm thì cũng đến ngày cô nhận được món quà mong đợi. Cô đem nó xuống để bên bờ sông, dự định sẽ tắm gội sạch sẽ để mặc vào. Lúc ấy có một đệ tử của Phật Ca Diếp đi ngang qua. Vị này bị mất hết y áo và tấm áo khoác trên người đã sờn cũ. Cô gái nhìn thấy động lòng cảm thương, quên rằng mình đã phải vất vả làm công 3 năm mới có tấm áo ấy. Bèn lấy tấm áo cúng dường vị tu sĩ. Cô ước nguyện: Kính bạch ngài, trong dòng tử sanh luân hồi, con nguyện kiếp nào cũng là người nữ xinh đẹp nhất. Làm cho người nam nào nhìn thấy con, họ đều bị mê hồn mất trí, không còn biết mình nữa. Con sẽ là người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Do phước báo và ước nguyện mà có kiếp thì cô là một thiên nữ xinh đẹp, hào quang sáng ngời. Có kiếp là người nữ xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng. Kiếp cuối cùng khi cô đầu thai làm con gái ông Phú Hộ, xứ Savatthi, là vào thời Đức Phật Thích Ca. Do cô quá xinh đẹp nên có bao nhiêu người cầu hôn quyền quý. Cha cô không biết gả cho ai. Ông cũng biết đạo nên khuyên cô đi tu. Có lẽ nhân duyên đã đến nên cô dễ dàng chấp nhận và trở thành tỳ kheo ni Uppalavana, chứng đắc A-la-hán và có lục thông xuất sắc hơn các bạn đồng tu. Như vậy, quả báo dân cúng một tấm áo choàng thật phong phú từ kiếp này sang kiếp khác và kiếp chót trở thành vị nữ thánh Thanh Văn thoát khỏi sanh tử. Lại có một sự tích khác về lễ dân y. Vào thời Đức Phật, có vợ chồng một người Bà La Môn nghèo đến mức hai vợ chồng chỉ có chung một tấm áo choàng để đi ra ngoài. Vì không có gì cúng dường Đức Phật để cầu phước nên vợ chồng người này đã nghĩ đến cúng dường tấm áo choàng. Ông đã đấu tranh tư tưởng mà ông cho là vật lộn với sự keo kiệt, suốt đêm trằn trọc. Đến sáng hôm sau, ông quyết tâm xếp tấm áo choàng đi đến Tinh Xá cúng dường Đức Phật. Khi dâng lên, mặt ông rạng rỡ, miệng lẩm bẩm: Ta đã thắng rồi, ta đã thắng rồi. Hôm đó, vua Ba Tư Nặc cũng có mặt ở đó để nghe pháp. Vua sai tùy tùng đến hỏi ông: Ông thắng gì? Sau khi nghe ông kể,
Vua sai đem tặng liền cho ông 2 tấm áo choàng. Ông đem cúng dường Phật 2 tấm áo ấy. Thế vậy, vua đem đến cho ông 4 tấm áo choàng. Ông cũng đem cúng dường Phật 4 tấm áo choàng. Vua lại tặng ông 8 tấm. Ông cũng đem cúng Phật. Sau đó vua tặng 16 tấm, rồi 32 tấm, rồi 64 tấm. Đến đây, ông giữ lại 4 tấm, rồi đem cúng Phật 60 tấm. Vua nghĩ vị Bà La Môn này đã làm được việc khó làm. Trong kho ta có 2 tấm gấm quý, ta hãy tặng ông cùng 100.000 đồng vàng. Khi vua ra về, ông đem tấm gấm ấy cúng cho Phật để trải chỗ Phật nằm, và 1 tấm đem về nhà trải ở chỗ Phật, và chư tăng sẽ đến nhà mình thọ trai. Vài hôm sau, vua đến viếng Phật, thấy tấm gấm trải chỗ Phật nằm, vua hỏi: Bạch Thế Tôn, vị thí chủ nào cúng tấm gấm này cho ngài? Phật nói: Vị Bà La Môn Kule Kassataka đã cúng. Vua thầm nghĩ: Vị Bà La Môn này thật đáng mến. Vua sai đem đến cho ông 4 con voi, 4 con ngựa, 4.000 đồng vàng, 4 người đàn bà, 4 tớ gái, 4 người đàn ông, 4 làng để thâu thuế. Tổng cộng vua ban 7 thứ, mọi thứ có 4. Trong tinh xá, chư tăng hoan hỷ bàn về ông Bà La Môn. Mỗi lần ông ấy cúng dường Phật lại được phước báo gấp đôi. Phật hỏi chúng tăng bàn tán điều gì, sau đó Phật dạy: Này chư tỳ kheo, nếu ông Bà La Môn này quyết định cúng dường tấm áo choàng vào canh đầu đêm, ông sẽ được quả báo mọi thứ có 16. Nếu tâm ông đến canh giữa đêm mới quyết định cúng, thì ông sẽ được quả báo mọi thứ có 8. Đến canh chót, ông mới phát tâm cúng, thì quả báo mọi thứ có 4. Người tạo nghiệp thiện, khi tâm thiện đầu tiên phát sanh, không nên để chậm trễ, mà nên tạo nghiệp thiện ấy ngay lúc đó. Người tạo nghiệp thiện chậm trễ, thì quả của nghiệp thiện cũng chậm trễ. Tác bạch, bạch giới chư tăng điều mình mong muốn. Dưới đây là một bài văn tác bạch để tham khảo. Quỳ đọc: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm nay là ngày tại đạo tràng, con và quyến thuộc có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Lại một lạy rồi quỳ đọc: Kính bạch chư Tôn Đức, nhân mùa an cư kiết hạ, chúng con noi gương Đức Mục Kiền Liên, muốn báo khiếu cho cửu quyền thất tổ và phụ mẫu hiện tiền của chúng con mà dâng lên chút tịnh tài tịnh vật. Chúng con được biết sau thời gian nhập hạ, công đức thúc liễm thân tâm và tu tập tam vô lậu học của chư tăng thật là tròn sáng. Xin quý ngài hoan hỷ nạp thọ và chú nguyện để cửu quyền thất tổ cùng phụ mẫu hiện tiền của chúng con được ân triêm công đức. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mãi mãi là bóng mát cho chúng con và chúng sanh nương tựa. Nam mô A Di Đà Phật. Quỳ lắng nghe pháp nhũ, sau khi nghe xong đọc tiếp: Chư Tôn Đức đã hoan hỷ nạp thọ, còn ban cho chúng con những lời dạy quý báu. Chúng con nguyện y giáo phụng hành, thành kính tri ân chư Tôn Đức và xin được đảnh lễ cúng dường tam bái. Lạy ba lạy, chỉ lui ra khi được cho phép. Ghi chú: trong bài tác bạch không nên kể lễ than khóc tâm sự dài dòng làm trễ giờ thọ trai của chư tăng. Mặc áo lam. Cư sĩ Việt Nam mặc áo lam, cư sĩ Thái Lan mặc áo trắng. Thời Đức Phật, hàng bạch y là chỉ cho người cư sĩ. Giới xuất gia dùng màu nâu, màu vàng và cả màu lam, gọi là ngoại sắc. Khoác lên người chiếc áo lam, chúng ta phải giữ oai nghi người Phật tử, không khéo mang tội phá pháp, khiến người ta coi thường đạo Phật. Chẳng hạn như mặc áo lam mà lái xe, không khéo người ta nói tu mà chạy ẩu như vậy. Niệm Phật, pháp môn niệm Phật.
Niệm Phật là niệm bất cứ danh hiệu Phật nào, không riêng gì danh hiệu Phật A-di-đà. Pháp môn niệm Phật do Đức Thích Ca chỉ dạy trong kinh A-di-đà thì chỉ niệm Phật A-di-đà. Phật Thích Ca nói, cách đây 10 muôn ức cõi về phương Tây, có một cõi nước hơn hẳn các cõi trời. Ở ngoài sanh tử luân hồi, chỉ có vui không có khổ, nên gọi là cực lạc. Do Phật A-di-đà lập ra để dạy cho chúng sanh học làm Phật trong điều kiện tối ưu, muốn gì được đó. Chúng sanh muốn giảng sanh về đó, phải niệm danh hiệu Phật A-di-đà đạt nhất tâm bất loạn, lại có đủ tín nguyện hạnh và có đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Đức Phật A-di-đà có 48 lời nguyện, nói rằng Ngài lập ra cõi ấy là vì chúng sanh, thậm chí trước khi lâm chung mới phát tâm cầu giảng sanh, chỉ niệm được 10 niệm danh hiệu của Ngài cũng được giảng sanh. Có 9 phẩm giảng sanh từ thấp đến cao, ứng với các công phu tu tập. Đặc biệt là người sắp giảng sanh, được Phật và Thánh chúng long trọng đến đón. Niệm Phật thì có thể trong cả khi đi đứng nằm ngồi, niệm trong lúc rảnh rỗi. Nếu chúng ta biết đến pháp môn niệm Phật thì nên tu tập ngay, chắc chắn sẽ thành tựu, đừng đợi đến lâm chung. Thân đau đớn, lòng tán loạn, niệm 10 câu không phải dễ, nhất là khi đã hôn mê. Nếu người niệm Phật chưa đủ lòng tin thì chỉ được về biên địa của cực lạc. 500 năm không được thấy Phật, không được nghe Pháp, tuy là vật chất đầy đủ. Chắc chắn chúng ta không thích về biên địa, vậy phải tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Phải coi cầu giảng sanh là sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Vì mình còn phải kiếm sống, phải làm gì kiếm tiền, chỉ lúc gần lâm chung mới thấy tiền thật vô nghĩa. Thật muộn, nếu lúc đó mới nhận thức ra điều ấy, ăn năn vì mình đã không chuẩn bị cho một chuyến đi. Cho nên ngay bây giờ, mình hãy chuẩn bị, không bao giờ là sớm cả, nên mừng là chưa muộn. Tại sao ta phải về cực lạc tu mà không tu ở đây? Ở đây chúng ta bị hạn cuộc 100 năm, qua đời khác phải bắt đầu tất cả. Đi học, học nói, học đọc, học viết, hầu như quên sạch chuyện kiếp trước, chán ơi là chán. Vì cực lạc chỉ có các bậc thượng thiện nhân, không ai gây cho ta phiền não. Còn nơi đây, ta phải chịu mọi tiếng động, nắng gắt, mưa bão, lụt lội, nóng bức hay lạnh giá, không khí ô nhiễm, thức ăn ô nhiễm, vân vân. Một ngày cũng như một đời, bận rộn vì miếng cơm manh áo. Ai là người vô gia cư càng thấm thía nỗi khổ. Cực lạc không có những nỗi khổ đó, chỉ có những điều vui. Ở nhân gian, ta muốn lên núi tu, phải dựng lều để ở, thiếu thốn mọi điều. Cơm ăn, áo mặc, thuốc uống, lo tiết trời trở lạnh, lo thú dữ, vân vân. Cực lạc chẳng có gì phải lo, thức ăn, áo mặc tự hiện ra. Không cần rửa chén, không cần giặt giũ. Muốn chỗ ở thế nào thì có thế ấy. Không lo nghĩ vé tàu, xe, máy bay, vì đi bằng thần túc hoặc đi trong định. Muốn cúng dường món gì thì món đó tự hiện ra. Ta không bị dính mắc vào cái gì là sở hữu. Khi cần thì có, không ai lấy của ta. Không phải là cõi trong mơ. Chúng ta phải tin lời Phật Thích Ca. Cõi trời dù sung sướng đến đâu cũng không phải là chỗ dung thân vĩnh cửu của chúng ta. Sinh lên cõi trời rồi, vẫn phải trở vào ác đạo nữa. Trích Kinh Địa Tạng phẩm 8. Vì cõi trời còn trong lục đạo luân hồi, vậy trời đất bao la đâu là chỗ cho ta dung thân. Chỉ có cõi Phật mới là chắc ăn, đặc biệt là cõi Phật A-di-đà, vì Ngài có bổn nguyện tiếp dẫn chúng sanh. Việc tu tập sau khi thọ tam quy ngũ giới. Đạo Phật rất tự do, không bắt ai đi chùa, không điểm danh, không đóng nguyệt liễm, niên liễm. Chỉ là ta tự ý thức rằng ta đã tìm được một con đường, không đi thì chừng nào đến. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Ta đã tự nguyện đến giới cửa Phật vì thấy sức hút và lợi lạc của Đạo Phật. Vấn đề là ta muốn tiến nhanh hay chậm, điều ấy do nhận thức về Phật Pháp, do trình độ học Phật. Ban đầu,
Nếu có điều chưa rõ, ta có thể đến chùa thỉnh vấn. Vào một ngôi chùa quá lớn, quý thầy chỉ hướng dẫn sơ đồ, sau đó phải tự mình tham quan, khám phá, trải nghiệm. Ta tham quan ngôi chùa trong một ngày, nhưng học Phật thì trong một đời. Và sau đây là những việc ta nên làm khi bắt đầu hành trình tu nhân học Phật. Thờ Phật ở nhà, xin thầy đến an vị. Nên có áo tràng, tiện nữa thì đồ lam. Khi đi chùa, chùa có cho mượn áo tràng để lên chánh điện hành lễ. Nhưng ta cần có áo tràng riêng để hành lễ ở nhà. Mới thọ năm giới, mình nên đến chùa tụng kinh vào khóa lễ 7 giờ tối. Tụng dần sẽ thuộc chú Đại Bi Bát Nhã Tâm Kinh, các bài kệ, bài sám, các thần chú như chú Giảng Sanh, chú Tiêu Tai, chú Chuẩn Đề, chú Thất Phật Diệt Tội, chú Dược Sư, vân vân. Khi tụng rành rồi, mình có thể vừa tụng ở chùa, vừa tụng ở nhà, giờ giấc sao cho tiện. Tụng ở nhà chỉ dùng chuông không cần mõ, vì sợ phiền hàng xóm, tiếng chuông cũng khẽ. Mỗi tháng đến chùa sám hối 2 lần, vào ngày 14 và 29, tháng thiếu thì 14 và 28 âm lịch. Tập ăn chay và phóng sanh. Học hỏi Phật Pháp bằng cách nghe Pháp, đọc sách, dự các lớp giáo lý. Sách báo Phật giáo hiện có là Giác Ngộ, Văn Hóa Phật Giáo, Khương Đàm, Hương Pháp, Đạo Phật Ngày Nay, Đuốc Sen, vân vân. Góp phần bảo vệ chánh Pháp và tuyên truyền Phật Pháp. Sắp xếp thời gian để dự khóa tu một ngày an lạc, thọ Bát Quan Trai, khóa tu Phật Thất. Phước báo một ngày thọ Bát Quan Trai dĩ như tài sản của 16 nước gộp lại. Phật hóa gia đình, nghĩa là tạo cơ hội cho người thân đi chùa, nghe Pháp, ăn chay, cùng đi phóng sanh. Đối với cha mẹ, phải cho cha mẹ có thời giờ rỗi rảnh để đi chùa, nghe Pháp, hành hương. Đừng để cha mẹ quá bận rộn với việc cơm nước, giữ cháu, đưa rước cháu, vân vân. Có câu, cha mẹ già là tôi, ông bà để lại. Đừng để cha mẹ ăn hụt cơm của con mà phải làm để trả nợ. Còn mình là người già làm lụng cả đời rồi, tuy rằng cũng giúp đỡ chút việc cho con cháu, thế nó đi làm về trễ thì bắt nồi cơm, nhưng phải dành thời gian tự lo cho mình, niệm Phật cầu giảng sanh, phải tập buông bỏ trước ngày lâm chung. Đó là những việc phải tự lo, tự làm, không ai làm thay được. Phải dạy con cháu biết cách trợ niệm khi mình lâm chung, phải không khóc. Con mình hộ niệm cho mình tốt nhất, không chỉ trông cậy vào ban hộ niệm. Có cách sống đạo và đời hài hòa, không thể chỉ lo tu mà bỏ bê công việc, công sở và gia đình. Mình còn đi làm thì phải làm hết nhiệm vụ, ăn cắp thời gian là phạm giới. Mình gây ra gia đình thì mình phải có trách nhiệm. Cách hành xử của người thọ năm giới so với trước phải có khác, hiền hơn, không nổi nóng, nhẫn và nhịn, giúp đỡ mọi người, lắng nghe, hy sinh nhiều hơn, nói lời ái ngữ, cho hơn là nhận, giúp được thì giúp, không làm khó dễ người khác, vân vân. Sự thay đổi đó là một cách tuyên truyền Phật Pháp. Người ta nói đạo Phật hay thật. Tinh tấn, mỗi ngày giữ thời khóa tu đều đặn, có hơn chứ không có giảm. Tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật, để lấy đó làm gương. Ngài là vĩ nhân trên mọi vĩ nhân. Nếu trước đây mình có uống rượu thì nay không uống nữa, bia cũng không, đừng mời rượu. Kinh doanh hợp với chánh mạng, không buôn bán thịt sống, thịt chín, không bán rượu, không buôn bán sắc gái, không bán ma túy, không buôn bán một vốn bốn lời. Niệm Phật trong mọi lúc rỗi rảnh, trong lúc kẹt xe, lúc chờ đón con, lúc đục mưa, lúc chờ khám bệnh, lúc chờ xe buýt, đó là cách sử dụng thời gian tốt nhất, không phí phạm. Ta thấy có người tự nhiên cạo tóc, đó cũng là một model. Người cư sĩ không tùy tiện cạo tóc như thế, ngoại trừ mình muốn đi tu,
Bởi khi đi tu làm lễ thế pháp, cạo những nhát tóc đầu tiên, mình lỡ cạo rồi thì tóc đâu mà cạo? Giả lại, người cư sĩ mà cạo tóc thì mặc áo tràng vô, người ta tưởng mình là người xuất gia, nên chắp tay cung kính, mình sẽ bị tổn phước. Không nên tranh luận với ngoại đạo, vì tranh luận một hồi thành ra cãi lộn. Xưa đệ tử Phật có thần thông, nhất là Túc Mạng thông, có thể hàng phục ngoại đạo. Nay chúng ta không có thần thông, muốn bảo vệ Phật Pháp, quả ra lại làm mất hình tượng Phật Pháp. Vậy để tránh nghe lời khó nghe thì nên bỏ đi nơi khác, không bỏ đi được thì chú tâm vào câu niệm Phật. Để diệt trừ vọng tưởng lúc niệm Phật, đầu tiên là nên kiểm soát một câu niệm Phật, rồi lên hai câu, ba câu, vân vân. Ta tự nhủ, nếu một câu niệm Phật không có vọng tưởng, thì tâm ta là Phật trong một câu, lại giúp ta tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Đó là một hạt minh châu để cất giữ. Do vậy mà ta phấn khởi giữ chánh niệm trong lúc niệm Phật. Chùa Tịnh Luật đưa ra cách ghi âm câu niệm Phật của mình. Mình nghe câu niệm Phật của mình thì dù có niệm thầm vẫn nghe rõ, theo đúng nguyên tắc, tâm, tiếng, hiệp, khắng nhau. Lại ít mệt, đó là cách mau đạt, bất niệm tự niệm, trước khi dừng đến nhất tâm bất loạn. Để diệt trừ vọng tưởng trong lúc lạy Phật. Một lạy gồm có ba phần. Xướng câu Phật hiệu, thí dụ Nam Mô Phổ Quang Phật. Lạy xuống, lúc đó niệm thầm Nam Mô Phổ Quang Phật. Đứng lên xá, thời gian này dùng để thở. Thượng tọa lễ trang thì dạy, lúc lạy xuống mình quán tưởng như đang đảnh lễ cả mười phương chư Phật. Diệt vọng tưởng trong lúc tụng kinh, để tâm vào lời kinh, đoạn nào không hiểu thì ghi nhớ, sau này sẽ tìm hiểu. Nếu trì tụng kinh Pháp Hoa thì sẽ được quả báo hiện tiền, sẽ trừ sạch tội chướng, sẽ mau thành Phật. Nếu hôm nào không đủ thời gian tu chính khóa, ta có thể dùng 15 phút để tụng một trong các kinh. Kinh 8 Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân, Kinh 38 Pháp Hạnh Phúc, tức Kinh Đại Phúc Đức, Tâm Kinh. Đảnh lễ 19 danh hiệu Phật trong Phẩm Chính Kinh Địa Tạng. Mình đã thọ năm giới thì đám đầy tháng thôi nôi của con cháu đừng nên sát sanh và giảm thiểu bia rượu. Nên tăng phần chè xôi bánh trái lên mà giảm thiểu phần thịt cá. Trong Kinh Địa Tạng Phẩm 8 có nói, khi sanh nở nên làm lành kiêng ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh không luận là con trai hay con gái, khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành, thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thời thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi. Hoặc khi đã hạ sanh rồi nên cẩn thận chớ có giết hại sanh vật, để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sẵn mẫu ăn, cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca sang đờn sáo. Nếu làm những việc trên đó, có thể làm cho người mẹ, đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh sản nguy hiểm đó, có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh. Nhờ có con, sớm đã sai các vị thần linh xá trạch thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, mà trái lại giết hại loài sanh vật, hội họp thân quyến, vì lẽ này đã phạm tội lỗi, tất phải tự thọ lấy tai dạ, mẹ con đều tổn. Đám dỗ nên cúng chay, đãi chay. Nhiều người nghĩ rằng đám dỗ phải nhậu nhẹt cho vui, lại đó là dịp khoản đãi sếp và đồng nghiệp. Nếu đãi chay thì ai mà ăn? Để dung hòa, ta làm tiệc mặn ở mức độ ít sát sanh nhất, còn cúng cho vong linh thì cúng chay.
Còn nếu ta có quyền quyết định tất cả thì đãi chay, ai muốn ăn mặn nhậu nhẹt thì ra quán. Đám tang cũng vậy, nên cúng chay cho vong linh. Còn việc đãi ăn những người đến giếng thì mua thịt làm sẵn, dùng rau củ quả nhiều hơn thịt cá. Ngày nay ở phố chợ không cần đãi ăn cho người viếng tang như ở nông thôn. Các việc làm trên là vâng theo lời dạy của kinh Địa Tạng phẩm thứ 7. Ngày lâm chung, kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành. Cũng đừng tế lễ quỷ thần, cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó, không có một mảy muốn gì lợi ích cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó, làm cho thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đặng phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi người cõi trời, nhưng bị vì lúc lâm chung hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó mắc lấy ương lụy và đối biện chậm sanh vào chốn lành. Huống gì là người kia chết lúc sanh tiền chưa từng làm được chút phước lành, đều theo các nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị sa đọa vào ác đạo. Hàng thân thuộc nỡ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ lân cận lại gửi một ít đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Trong gia đình, nếu người vợ có mang, ta hãy tạo phước lành cho hai mẹ con để khi sanh được dễ dàng và đứa bé cũng xinh đẹp thông minh. Kinh Địa Tạng có dạy điều này ở phẩm thứ 6. Sanh con dễ nuôi. Như có người nào mới sanh đẻ hoặc con trai hoặc con gái, nội trong 7 ngày sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, là vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Được vậy, thời đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội dạ chi cũng đặng thoát khỏi cả, nó sẽ an ổn, vui vẻ, dễ nuôi, lại thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Chúng ta lại nên tham khảo lời dạy trong kinh Phổ Môn. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát liền sinh con trai phước đức trí huệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sinh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cội phúc đức, mọi người đều kính mến. Thai giáo. Dạy con lúc còn trong bụng mẹ, người mẹ hãy đi chùa lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh Phổ Môn, cúng dường Bồ Tát Quan Âm, ăn chay, phóng sanh, in kinh tạo tượng, bố thí tu phước, không uống rượu bia, giữ gìn khẩu nghiệp, vân vân. Muốn con mình thông minh sáng láng học giỏi, khuyên nó nên niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, đảnh lễ Bồ Tát dựa theo lời dạy trong kinh Phổ Môn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si. Người nữ nếu muốn xinh đẹp, hãy nghe lời dạy sau đây trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 6. Nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, chỉ tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp, không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái, thời trăm nghìn muôn ức đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi, dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trưởng giả, tướng mạo đoan trang xinh đẹp.
Nếu người nữ chán thân nữ, khỏi nữ thân, như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cất bằng đất đá, keo sơn, đồng sắt vân vân. Ngày ngày thường đem hoa hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc vật báu vân vân cúng dường như thế mãi không thôi. Người nữ đó sau khi mãn một thân gái hiện tại, thời đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân gái. Trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh, nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Nếu ta là một luật sư Phật tử thì đừng biện hộ bằng cách dùng kẽ hở của luật pháp, nhất là khi biết chắc thân chủ của mình phạm tội. Nếu ta là một bác sĩ Phật tử thì hãy dùng lời ái ngữ với bệnh nhân, giải thích rõ ràng, không nuôi bệnh. Một nụ cười, một sự niềm nở, tự nó đã là viên thuốc hay. Hãy trì chú dược sư để càng có tay phục dược. Nếu ta là một kỹ sư Phật tử, không thỏa hiệp để rút ruột công trình, ngay thẳng, làm hết trách nhiệm, dù đó là công trình nhà nước hay dân dụng. Nếu ta là một nông dân Phật tử, hãy cân nhắc cách dùng phân thuốc, vừa để tránh sát sanh, vừa không làm hại người tiêu dùng. Các chùa nên hợp tác với Phật tử để sản xuất rau sạch, vừa đóng góp cho xã hội, vừa gây quỹ tự túc. Người ta tin chùa trồng rau sạch vì chùa không nói dối và không sát sanh. Trong bối cảnh hiện nay có quá nhiều người bị ung thư và người ta nghi ngờ mọi nguồn thức ăn, nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện tự cung tự cấp. Người ta hoài nghi cả những nhãn mác rau sạch nếu không thể kiểm chứng. Nếu trong gia đình có một người thân sắp mất, ta phải biết nên làm gì có lợi cho người ấy nhất. Điều nên làm lúc chưa mất và sau khi mất có ý nghĩa khác nhau một trời một vực. Kinh Địa Tạng nói, nếu làm công đức cho một người chưa mất thì họ hưởng trọn phước báo. Nếu mình làm công đức cho một người đã mất thì họ hưởng không bao nhiêu, chỉ 1/7, còn mình hưởng 6/7. Do đó, nếu muốn đổi ngoại tệ cho một người sắp mất đem theo, ta phải nhanh chóng làm một số việc nhân danh người đó, như cúng chùa, cúng thập tự, thỉnh nhiều chùa đến tụng kinh cho người ấy nghe, in kinh, tạo tượng, ấn tống đĩa Phật pháp, phóng sanh. Tụng kinh, niệm Phật, sám hối, làm từ thiện. Kinh Địa Tạng nhắc, mình phải cho người sắp mất biết việc mình làm công đức cho người ấy, để người ấy vui mừng vì đã có hành trang đem theo, yên tâm vì mình sẽ về cõi lành, không còn nỗi lo sợ khi lâm chung. Với tâm trạng hoan hỷ trước khi mất, người chết được thập phần lợi ích, ngay cả có thể giảng sanh Tây Phương. Thành tựu cho một người sắp mất, chẳng những ta hoàn thành chữ khiếu, nếu người đó là ông bà cha mẹ, ta có thể chuộc mọi lỗi lầm trước đây đã gây ra với người đó. Đó là thời điểm quý giá nhất, là cơ hội vàng, sao ta không làm? Tuy ta còn có thể làm công đức gửi cho người thân trong 49 ngày tiếp theo, nhưng họ chỉ nhận được 1/7. Hưởng trọn hay hưởng 1/7? Người con hiếu luôn luôn làm điều tốt nhất cho người thân. Khi cha mẹ bệnh, người con trực tiếp chăm sóc cho cha mẹ rất quan trọng. Người ấy quyết định nên cho cha mẹ ăn gì, uống gì, quyết định luôn cả hướng điều trị. Có thể nói, người ấy nắm sinh mệnh của cha mẹ. Khi cha mẹ sắp mất, nếu đứa con gần gũi nhất là đứa am hiểu Phật pháp, thì đó là phước của cha mẹ. Lúc ấy, cha mẹ đang đứng trước ngã ba, có thể lên cõi trời mà cũng có thể vào ác đạo. Làm sao đây? Đứa con ấy có thể làm được. Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà nhận đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng một danh hiệu của một đức Phật,
Thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia, dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp, hẳn không ra khỏi đặng quả khổ. Nhưng bởi lúc lâm chung, nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Kinh Địa Tạng Phẩm 9. Như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thì kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo. Huống chi là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cải, nhà cửa, vật báo, y phục vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay hòa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết, hoặc mắt thấy, tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa, vật báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo, số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng, nghiệp chướng, đáng lẽ phải đọa vào chốn ác đạo, song vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng phi diệu, tất cả tội chướng thảy đều tiêu sạch. Phẩm 12, Kinh Địa Tạng. Nếu người bệnh ấy có thể tự niệm Phật, huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Nếu vì người bệnh mà niệm danh hiệu Phật A-di-đà, khai thị cho người ấy rằng có một cõi cực lạc tốt đẹp, muốn cầu sanh chỉ cần tin mong tha thiết và niệm Phật, người ấy vui mừng nghe theo thì liền được giảng sanh. Như vậy, người sắp xuống địa ngục là có thể trở về cõi trời, cõi người, thậm chí là cõi Phật. Ngoài người có học Phật, không ai làm được việc phi thường ấy. Nếu người bệnh đã mất, thì ta sẽ niệm danh hiệu Phật A-di-đà thêm 8 giờ. Điều này khó làm nếu ở bệnh viện. Thỉnh chư Tăng Ni đến tụng kinh cầu siêu, cúng phong bằng cơm chay. Lúc động quan có tụng kinh, đưa đến lò thiêu trong câu niệm Phật. Sau đám tang, đi tạ pháp các chùa đến tụng kinh, làm 7 tuần thất theo hướng dẫn của chư Tăng Ni. Vẫn tiếp tục đi cúng chùa, in kinh, phóng sanh, làm từ thiện vân vân, hồi hướng công đức cho hương linh trong 49 ngày, và nên trai tăng 1-2 lần, gia đình nên ăn chay trong 49 ngày. Còn nhiều điều trong kinh Địa Tạng để ứng dụng vào đời sống. Trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu trăm ức điều nguyện, trăm nghìn muôn ức sự về hiện tại và vị lai, thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng, đảnh lễ cúng dường, ngợi khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế, thời nguyện những chi và cầu những chi thảy đều thành tựu cả. Về trong đời sau, như có người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự khung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai họa cứ đến quấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó, khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên chỉ tâm cung kính, niệm đủ một muôn biến Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, thời những sự không toại ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, liền đặng an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thảy đều an ổn vui vẻ. Nên bắt chuột bằng 7 lồng rồi đem thả, không dùng 7 đập, không dùng keo dính chuột, không dùng thuốc xịt mũi, không dùng vật điện, có thể dùng nhang đuổi mũi. Niệm Phật nhạc, người muốn đạt nhất tâm bất loạn lại cho niệm Phật nhạc không giúp gì cho họ. Nhạc đời lời đạo,
Có một bài rất phổ biến là Lên chùa ngủ gục. Ta không nên phát triển loại nhạc này vì tác giả ắt là không thích, chỉ là không tiện nói ra. Lại không nên phát loa trong tự viện loại nhạc chế này khiến người đi đường lấy làm lạ, sao trong chùa lại có nhạc đời. Nhạc đạo thuần túy này ta không thiếu. Những trang web Phật giáo, đề phòng những trang giả mạo để câu like, để quảng cáo, họ không biết làm như vậy là mang tội. Thư viện hoa sen.org, Phật giáo.org, chùa Hoàng Pháp.com, sách nói Phật giáo.com, làng mai.org, văn hóa Phật giáo.com, thiền tông Việt Nam.net, Phật giáo.vn, hải triều âm.com, pháp âm thường chuyển.com, Phật pháp ứng dụng.com, niệm Phật.vn, tu viện tường vân.com, Phật âm.com, nghe giảng Phật pháp.com, sách khai tâm.com, người Phật tử.com, diệu pháp âm.net, thầy thích thiện thuận.net. Muốn nghe pháp online có Phật âm MP3, Thích Trí Huệ MP3, Thích Pháp Hòa MP3, Thích Phước Tiến MP3, Thích Thiện Thuận MP3. Các thánh tích Phật giáo trên thế giới gồm các nước Trung Quốc, Nhật, Myanmar, Pakistan, Afghanistan, Indonesia, Thái Lan, Tây Tạng, Sri Lanka. 1. Khu di tích Taxila ở Pakistan. 2. Chùa Địa Tạng Không Đầu Fuchu Hiroshima ở Nhật. Tượng Phật Di Đà ở Ushiku cao 120m, gấp 3 tượng Nữ Thần Tự Do. Tượng Quan Thế Âm Sendai Daikanon 100m. 3. Hai tượng Phật tạc trong núi ở Afghanistan đã bị Taliban phá hủy. 4. Chùa Vàng Vườn Kinh ở Myanmar và nhiều điểm tham quan khác gồm tượng Phật Thích Ca đứng cao 132m, tượng Phật Thích Ca nhập diệt dài 90m, Moniwa Buddhas, khu vườn có tượng 1.250 tỳ kheo ở các gốc cây. Thành phố Bagan có 3.000 ngôi tháp cổ, hòn đá vàng treo leo, người nữ không sờ được. Tháp vàng Swedagon giá 80 tấn vàng, thời gian bào mòn còn 60 tấn dần dần. 5. Chùa Linh Quang ở Trung Quốc có tháp 13 tầng cao hơn kim tự tháp Ai Cập. Chùa Đàm Thạch ở Bắc Kinh có thờ tượng của thập đại đệ tử. 6. Chùa Huyền Công, Sơn Tây Trung Quốc như được treo trên vách núi. 7. Chùa Liêu Hơ, tức 6 nốt nhạc hòa âm ở Hàng Châu Trung Quốc. 8. Tượng Đại Phật Lạc Sơn cao 71m, Tứ Xuyên Trung Quốc. 9. Tứ Đại Danh Sơn gồm Ngũ Đài, Phổ Đà, Nga Mi, Cửu Hoa ở Trung Quốc. 10. Tượng Trung Nguyên Đại Phật 153m, Trung Quốc. 11. Tượng Phật Di Đà, Ninh Sang 88m, Trung Quốc. 12. Điện Potala ở Tây Tạng. 13. Trung tâm Dhammakaya ở Thái Lan, tượng Phật nằm dài 46m ở Bangkok. 14. Tượng Phật ngồi vĩ đại 92m ở Thái Lan. 15. Động Tham Khao Loan có 180 tượng Phật ở cách thành phố Phetchaburi, Thái Lan 5km. 16. Thánh tích Borobudur tại đảo Java, Indonesia. 17. Thành phố Dampula ở Sri Lanka có vô số đền chùa trong động đá, đặc biệt chùa vàng và tượng Phật nằm đã có 22 thế kỷ. Đừng tiếc like và comment khi xem video.